Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân dân các dân tộc Lai Châu hướng về kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 bằng cả tấm lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Phát hiện lập biên bản 42 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ. Thầy và trò các trường trung học cơ sở đang tăng tốc để ôn luyện, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả cao. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí hào hùng của những ngày tháng 4 lịch sử, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng nay 30 tháng 4, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, long trọng tổ chức nghi lễ thượng cờ thống nhất non sông. Đúng 7 giờ, trong không khí trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc được từ từ kéo lên trên đỉnh kỳ đài lịch sử, trong tiếng nhạc tiến quân ca oai hùng và sự xúc động của người dân dự lễ. Lễ thượng cờ thống nhất non sông thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào của dân tộc, là niềm tin, ý chí và sức mạnh của cách mạng Việt Nam, cũng như phát đi thông điệp hòa bình, thống nhất và thịnh vượng, luôn là khát vọng trường tồn, nhân văn của dân tộc Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải làm ranh giới ngăn cách. Sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời. Cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc. Tỉnh Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cũng là chiến trường nóng bỏng, khốc liệt nhất. Bằng ý chí kiên cường, lòng quả cảm và niềm tin sắt son với Đảng, với cách mạng, vượt lên mọi đau thương mất mát, tàn khốc của cuộc chiến tranh, quân và dân Quảng Trị đã kiên cường, bất khuất, anh dũng chiến đấu để bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất. Quảng Trị trở thành mảnh đất linh thiêng, nơi an nghỉ của hàng vạn người con ưu tú từ khắp mọi miền của Tổ quốc, và là điểm đến của khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Dinh Độc Lập là một công trình kiến trúc đặc sắc, một di tích lịch sử đặc biệt và là biểu tượng của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Dinh Độc Lập không chỉ là một chứng tích lịch sử, nơi lưu dấu mốc son chói lọi chiến thắng ngày 30 tháng 4 1975, mà còn là một biểu tượng của sự hòa hợp, thống nhất đất nước, đúng như tên gọi ngày nay của công trình này, Hội trường Thống nhất. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với di tích lịch sử đặc biệt này qua những hình ảnh sau. Đúng 10 giờ 45 phút, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng T-59, số hiệu 390 của quân giải phóng đã húc tung cổng Dinh Độc Lập, trung tâm đầu não của chính quyền Sài Gòn, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh phi nghĩa, chia cắt dân tộc Việt Nam suốt 30 năm. Mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Cùng lúc này, ở phòng khánh tiết của Dinh, Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, và nội các tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Từ đó, Dinh Độc Lập cũng trở thành chứng tích lịch sử, nơi ghi dấu thời khắc kết thúc của chính quyền Sài Gòn, Giang Sơn Việt Nam thu về một mối. Tháng 11 năm 1975, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Thống nhất Tổ quốc đã diễn ra tại Dinh Độc Lập, là tiền đề để nhân dân bầu Quốc hội chung của cả nước vào tháng 4 năm 1976 và sự ra đời nhà nước thống nhất mang tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Dinh Độc Lập cũng mang tên gọi mới Hội trường Thống nhất, như một biểu tượng cho hòa hợp, thống nhất đất nước, một biểu tượng đáng tự hào của ngành kiến trúc xây dựng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 49 năm trôi qua, âm vang hào hùng của ngày hội thống nhất non sông vẫn đọng mãi trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam. Thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào về truyền thống, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước và tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng để cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Mỗi dịp kỷ niệm 30 tháng 4, đó là một cái mốc son lịch sử. Mỗi cán bộ chiến sĩ của thế hệ trẻ với chúng tôi hôm nay thì xác định mình sẽ phải cống hiến để làm gì tốt hơn nữa
để xứng đáng với những cái sự hy sinh, những công lao lớn lao của các bậc thế hệ người cha anh đã đi trước, đã để lại, đã gìn giữ, đã giành lại độc lập cho dân tộc. Và để phát huy cái truyền thống đó thì mỗi cán bộ chiến sĩ cũng xác định, và bản thân tôi thì sẽ phát định cố gắng và sẽ phấn đấu để mà xứng đáng với cái cống hiến, cái hy sinh của các thế hệ đã trong suốt một chặng đường lịch sử giành giữ gìn giữ độc lập cho Tổ quốc, và làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, cũng như là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt phát triển kinh tế văn hóa xã hội, để cho mỗi người dân biên giới xác định như đó là một cột mốc sống theo cái tinh thần nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị. Với một dấu mốc chói lọi của lịch sử là ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với bản thân tôi là một người rất thích môn lịch sử và yêu mến lịch sử, bản thân cũng đã tự tìm hiểu, thì trong những cái mốc son chói lọi đấy thì bản thân mình tự nhủ sẽ cố gắng học tập rèn luyện để làm sao xây dựng quê hương của xã Mường Tè, và cụ thể hơn nữa là phấn đấu đưa xã Mường Tè cùng với cấp ủy đảng chính quyền là hoàn thành mục tiêu là đưa xã Mường Tè trở thành một xã nông thôn mới nâng cao gắn với du lịch cộng đồng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Nhịp sống hối hả, bận bịu cuốn mọi người vào những lo toan thường ngày. Nhưng mỗi khi đến ngày 30 tháng 4, người dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nói riêng lại bồi hồi nhớ về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp vận động nhân dân thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, đồng thời chỉnh trang đường phố, bản làng, treo băng rôn khẩu hiệu và treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường chính và tại hộ gia đình. Đối với các cái nội dung để chào mừng sự kiện 30 tháng 4, thì thị trấn cũng đã tổ chức tuyên truyền treo các biển alo public để tuyên truyền bà con nhân dân trên địa bàn về lễ kỷ niệm, và đặc biệt là đã chỉ đạo các khu phố là tập trung dọn dẹp các cái vệ sinh môi trường rồi treo cờ để chào mừng lễ kỷ niệm. Trong nghỉ lễ 30 tháng 4 ngày mùng 1 tháng 5 thì chính quyền địa phương thì đã có kế hoạch là xây dựng để đảm bảo về cái an ninh trật tự, là an ninh nông thôn cũng như là an ninh biên giới. Đảng bộ và chính quyền nhân dân có tinh thần phải phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, chúng ta sẽ bảo vệ là về an ninh trật tự cũng như là bảo vệ đường biên cột mốc, cũng là về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên khu vực biên giới. Ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Từ đó phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm của mỗi người dân là sự hiểu biết và tôn trọng lịch sử văn hóa của dân tộc. Đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay, cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn thử thách, tạo nên sự đoàn kết, hòa bình và phát triển bền vững của đất nước. Em rất vui vì hôm nay được sống trong hòa bình. Chúng em đã khắc ghi sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm người có ích cho xã hội, bảo vệ hòa bình, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Người dân Lai Châu hướng về ngày đại lễ 30 tháng 4 bằng cả tấm lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Đó cũng là tấm lòng tri ân của mỗi công dân đối với sự hy sinh xương máu của thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là biểu tượng cao đẹp về tinh thần đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp và nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước. Theo số liệu báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày thứ ba, ngày 29 tháng 4 của dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 trên địa bàn toàn tỉnh, các tuyến đường, cầu cống vẫn đảm bảo an toàn thông suốt, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.
Trong ngày 29 tháng 4, các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát phát hiện lập biên bản 42 trường hợp, xử phạt 0,45 triệu đồng, tạm giữ 24 mô tô, 2 phương tiện khác. Về hoạt động vận chuyển hành khách đã thực hiện 159 chuyến với gần 2.000 hành khách thông bến. Ban chỉ đạo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ lễ duy trì nghiêm túc chế độ trực, nắm bắt tình hình, tiếp nhận kịp thời thông tin phản ánh, quá trình tổ chức thực hiện đến thời điểm báo cáo. Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đến với người dân khi tham gia giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi và an toàn. Năm 2024, huyện Tam Đường được giao trồng mới 55 ha rừng, trong đó 50 ha rừng sản xuất cây gỗ lớn và 5 ha chè cổ thụ. Năm nay, huyện triển khai hỗ trợ trồng rừng sản xuất cây gỗ lớn theo nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với trồng mới chè cổ thụ. Cụ thể, tập thể cá nhân tham gia dự án trồng rừng được hỗ trợ 100% giống. Mức hỗ trợ công trồng, chăm sóc đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là 24 triệu đồng trên 1 ha. Tổ hợp tác, nhóm hộ 22 triệu đồng trên 1 ha và hộ gia đình cá nhân là 20 triệu đồng trên 1 ha. Đối với cây giống, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện mời thầu, chuẩn bị cung ứng trên 11 vạn cây giống, gồm dổi, quế, thông, chè, sẵn sàng cho mùa trồng rừng mới theo đúng kế hoạch. Dự kiến trong tháng 6, toàn huyện phấn đấu trồng 50% diện tích rừng mới. Diện tích còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 7. Trong tháng 4 năm 2024, Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của 6 điểm kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Đại Minh trên địa bàn của huyện Sìn Hồ. Qua kiểm tra, các điểm bán thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Đại Minh cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo hướng dẫn phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng kinh tế thành phố tăng cường công tác tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành công thương, chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, thực hiện nghiêm túc quy định về lập và phát hành hóa đơn điện tử theo quy định. Theo thống kê của ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2023-2024, toàn tỉnh dự kiến có khoảng 9.300 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Căn cứ vào tình hình số lượng giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, tỉnh Lai Châu đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Theo đó, thì dự kiến khoảng 64,5% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông. Thời điểm cách kỳ thi gần một tháng, thầy và trò các trường trung học cơ sở đang tăng tốc để ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả cao. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm học này, trường trung học cơ sở Đông Phong có 14 lớp với 570 học sinh, trong đó khối lớp 9 có gần 100 em học sinh. Hiện nay cũng như các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, nhà trường đang dồn sức hoàn thành chương trình năm học theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đẩy mạnh ôn tập cho học sinh lớp 9 nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tốt nhất tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đạt kết quả cao. Nhà trường cũng rất quan tâm về cái vấn đề phân bổ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, đặc biệt là phấn đấu các cái chỉ tiêu thi vào trường chuyên của hàng năm. Thì hàng năm nhà trường cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch ôn luyện cho học sinh, luôn luôn tư vấn cho các con là xác định cái môn chuyên phù hợp với lại cái năng lực khả năng của mình. Cùng với sự hỗ trợ ôn tập kiến thức cơ bản, nâng cao của các thầy cô giáo bộ môn, học sinh khối lớp 9 của trường không ngừng nỗ lực học tập, ôn luyện kiến thức. Mỗi em tự xây dựng một phương pháp học tập khác nhau, phù hợp với năng lực của bản thân, chủ động xây dựng thời gian biểu cho các môn học. Theo khảo sát của nhà trường, có khoảng 30 em đăng ký dự thi trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Các em đã chủ động trao dồi thêm các kiến thức, kinh nghiệm bằng việc tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp, tăng cường ôn luyện các đề thi chuyên. Năm học 2024-2025, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn còn tuyển sinh lớp chuyên lịch sử, mở ra nhiều cơ hội cho các em học sinh đam mê môn học này. Từ đầu năm rồi thì em chưa thấy năm nào mà em phải cố gắng như năm nay. Nó áp lực nhưng mà em vẫn luôn cố gắng học đều 3 môn chính và cố gắng học thêm cái môn mà mình thi chuyên để đạt được cái điểm mà mình mong muốn. Nhằm giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi, trường Trung học cơ sở San Thàng đã chủ động triển khai công tác ôn thi. Đặc biệt trong giai đoạn nước rút,
cả 3 môn thi gồm ngữ văn, toán và tiếng Anh đều được thầy và trò nhà trường dành nhiều thời gian cho việc ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản, làm quen với cấu trúc đề thi. Ngoài việc ôn luyện, nhà trường còn tăng cường tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh học sinh về kỳ thi và định hướng việc đăng ký nguyện vọng của học sinh sát với năng lực học tập của các em, phối hợp với gia đình học sinh trong quản lý, tạo điều kiện để các em được học tập và ôn luyện tốt nhất. Ngay từ đầu năm học thì các thầy cô giáo cũng rất quan tâm đến các em học sinh thông qua việc ôn tập cũng như là định hướng cho các em khi các em tham gia thi vào lớp 10. Thì đối với nhà trường thì trong cả một cái quá trình đến thời điểm này thì nhà trường cũng cơ bản là đã thực hiện đảm bảo cái kế hoạch dạy học và trong cái thời gian tới thì nhà trường tiếp tục tăng cường cái công tác ôn tập để giúp các em có thêm kiến thức và cái sự tự tin để các em thi vào lớp 10 theo đúng cái nguyện vọng của các em. Năm học 2023-2024, thành phố Lai Châu có 26 lớp 9 với 866 học sinh. Phần lớn các em đều có nguyện vọng tiếp tục theo học trung học phổ thông và tương đương. Phòng giáo dục thành phố cũng thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Với mục tiêu trên 47% học sinh đăng ký dự thi trúng tuyển vào trường chuyên, đồng thời nâng cao chất lượng phổ điểm các môn. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 tới đây. Thời điểm này được coi là thời điểm vàng để học sinh các trường trung học cơ sở trong tỉnh tăng tốc ôn luyện để đạt được kết quả cao nhất. Thời gian qua, triển khai đề án tổng thể chuyển đổi số công ty điện lực tỉnh Lai Châu được đánh giá là một trong những doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, qua đó tạo điều kiện đột phá quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và đối tác. Trong mục tiêu chuyển đổi số, công ty điện lực tỉnh luôn đặt sự hài lòng của khách hàng là thước đo, điểm nhấn quan trọng nhất. Đó là kết quả được người dân doanh nghiệp đánh giá về chất lượng dịch vụ cũng như tiện ích cung cấp dịch vụ của ngành điện đối với khách hàng. Sau khi được các đồng chí ở điện lực thành phố đến hướng dẫn thì qua cái việc sử dụng tôi thấy là nó rất là thuận lợi, ví dụ như là việc tải app về qua điện thoại này, tôi theo dõi được cái số chỉ số hàng ngày để tôi gia đình từng điện như thế nào. Và cái việc tải app để chúng tôi thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng rất là thuận lợi, không mất công đi lại, thuận lợi cho gia đình cái thời gian, rồi giảm bớt cái thời gian đi lại. Rồi cái qua app thì tôi biết được là ngày hôm nay là mất điện hay không mất điện, thì rất là thuận lợi cho gia đình chúng tôi về việc kinh doanh. Hiện cái chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Lai Châu về công tác chuyển đổi số, thì trong thời gian qua thì Điện lực thành phố cũng đã chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số, đặc biệt là trong cái lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách hàng. Thì hiện nay thì Điện lực thành phố đang cung cấp dịch vụ cấp độ 4 với 12 dịch vụ trên cổng dịch vụ của tỉnh, được kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia, và đồng thời cũng tiếp nhận cái giải quyết yêu cầu của khách hàng giao dịch trực tuyến qua các website, app và tổng đài 19006769. Và bên cạnh đó thì Điện lực thành phố cũng tăng cường mở rộng cái ứng dụng tiện ích thu tiền điện không dùng tiền mặt qua các kênh như là trích nợ tự động qua ngân hàng và các giao dịch trực tuyến. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2023, Công ty Điện lực Lai Châu đã triển khai thành công toàn bộ nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã không ngừng tăng cường đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện thông minh, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đưa vào vận hành trung tâm điều khiển xa. 100% trạm biến áp 110 kV không người trực, vận hành hệ thống lưới điện thông minh DMS, hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử đa xa cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng văn phòng số, chữ ký số với hệ thống văn bản điện tử, trục liên thông toàn EVN. Hiện nay đang tiếp tục triển khai cái nhiệm vụ trong chuyển đổi số trong cái giai đoạn 2024-2025. Thì với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025 thì chúng tôi tập trung vào triển khai những cái nội dung
cơ bản như sau. Thứ nhất thì tăng cường cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh số hóa và tăng cường kết nối với các nền tảng chuyển đổi số quốc gia và khai thác tối đa cái nguồn dữ liệu dùng chung, ví dụ như là cái cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia chẳng hạn. Thứ hai thì linh hoạt trong các cái việc huy động các nguồn lực và tập trung cho công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp cái và vận hành cái hệ thống lưới điện thông minh. Thứ ba là tăng cường cái an ninh bảo mật trên môi trường mạng và ứng dụng khoa học công nghệ trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới, và chuyển đổi số của ngành điện và nâng cao cái độ tin cậy cung cấp điện, mục tiêu là lấy khách hàng làm trung tâm. Với những nỗ lực và quyết tâm thực hiện chuyển đổi số, thời gian tới PC Lai Châu sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tích hợp công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật, góp phần quan trọng vào chuyển đổi số của ngành điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện với mục tiêu khách hàng là trung tâm, đảm bảo khách hàng có khả năng tương tác mọi lúc, mọi nơi trên không gian số, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng cho khách hàng. Phấn đấu mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.